X7 vẫn khá là ngon và em vẫn thích là X7 bán được ít. Tại sao chủ xe như em lại thích X7 bán được ít, nhiều bác xe thích X7 bán được nhiều nhưng mà em không thích. Các bác quay trở lại với channel của em nha. Hôm nay thì chỉ là một video chém gió bình thường thôi. Hiện tại thì có rất nhiều xe mới ở trên thị trường có mức giá ngang Beijing, và ở thời điểm hiện tại có nên mua Beijing hay không, đúng không? Ok, đối với cái con xe này mà lúc nó mới ra đi thì thực sự lúc đấy nó gọi là vô đối, do nó có khá nhiều tính năng thông minh, nhưng mà sau khi 2 năm ra thì ví dụ như những cái tính năng mà ngày trước em đã nói nó rất là ok, như là adaptive cruise control hay là chủ động phanh cực kỳ an toàn, thì những tính năng đấy là không thể độ được nha các bác nhá, những tính năng đấy là không thể độ được, nên là con xe nó rất là giá trị và có thêm cái tính năng nữa là gọi là bụi mịn, cũng khá là ổn nha các bác nhá. Ở trong tầm giá hiện tại thì để mà trải nghiệm tính năng tương đương thì cũng không có mấy con cả, nhưng mà người ta nó có quá nhiều lựa chọn, ví dụ như Creta phiên bản cao cấp lăn bánh cũng gần 900 thì các bác nhá, không biết bây giờ Hyundai nó giảm giá thì là bao nhiêu, nhưng mà nói chung là Creta bản full thì cũng khá là ổn, nhưng mà với kích thước thì nó sẽ kém hơn, động cơ sẽ yếu hơn đó. Còn Beijing chỉ so như, nếu mà so cùng tầm tiền nữa nha các bác nhá, so cùng tầm tiền thì chỉ so được Creta, xe tốt đó. Nhưng mà những con đấy bây giờ hiện tại những bản full nó cũng đã có những tính năng hỗ trợ an toàn chủ động rồi, còn những thứ khác thì có thể độ thêm được đó, nên là ở thời điểm hiện tại thì Beijing X7 vẫn ngon nhưng mà không còn hot như ngày xưa nữa, chính vì thế nên là doanh số theo em đoán là đang bị sụt giảm nha các bác nhá. Với lại là bây giờ người ta sẵn sàng chi thêm tiền để chấp nhận an toàn hơn về thương hiệu, chấp nhận chi thêm tiền 200 triệu thì đấy, để trải nghiệm tính năng tương đương với X7. X7 vẫn khá là ngon và em vẫn thích là X7 bán được ít. Tại sao chủ xe như em lại thích X7 bán được ít, nhiều bác xe thích X7 bán được nhiều nhưng mà em không thích. Mỗi người có một sở thích khác nhau. Đấy, X7 em thích bán được ít vì là xe ngon trong tầm giá. Và đấy, nó đã tự động phanh nhiều bác nhá, các bác nghe thấy cộp phát khá là an toàn luôn. Mặc dù đấy em đang phanh nhưng mà nó vẫn tự động phanh, nhiều bác sẽ gọi là gọi là gì nhỉ? Gọi là giật mình. Tại vì phanh chủ động của con này nó sẽ có tiếng kêu. Em không biết là nó tiếng kêu này nó do cái gì, nó làm khả năng là do động cơ thôi. Động cơ để phanh ấy. Nói tiếp về cái vấn đề tại sao em thích con X7 để bán nhiều. Bán ít chứ không phải bán nhiều. Em không thích bán nhiều. Bán nhiều thì nó không còn độc nữa. Đấy. Chính là chủ xe nhưng mà em lại thích nó bán ít ở Việt Nam. Vì con này nó là nội địa chung. Các bác nên nhớ là nội địa chung nên cái màn hình nó không phải tiếng Việt. Do về đây thì chế cháo lại thành tiếng Việt. Chính vì thế nó khá nhiều tính năng online là không sử dụng được ở Việt Nam. Nhưng mà khi mà một sản phẩm nội địa chung mà ngang tầm giá sử dụng thì nó rất là ok. Đó, nói về giá trị sử dụng thôi, em chưa nói về những cái giá trị khác. Với lại là hiện tại X7 khá là nhiều nên là nó nhạt là sao, các ông đi X7 bây giờ ít khi đá đèn chào nhau nữa. Ít lắm. Và ở tỉnh bây giờ cũng khá là nhiều, em đi tỉnh thì thấy hầu hết là tỉnh nào bây giờ cũng có đâu. Nó không thể phổ biến được bằng Hyundai, nhưng mà nó cũng bán khá là nhiều nha các bác nhá. Và hiện tại trên thị trường xe cũ thì X7 chỉ dao động hơn 600 đối với những con xe 2 năm, và 1 năm thì nó khoảng 700 đấy, 700 thì em tính cứ cho 650 đi. Nếu mà cho 650 một con xe mà chạy 1 năm thì quá là ổn cho các bác. Không có con xe nào có thể địch được. Tính về xe trong thị trường xe cũ nha, không phải thị trường xe mới, tính luôn thị trường xe 650 triệu bây giờ các bác mua được con xe gì mà
ngồi lên đâu đã sướng rồi. Đúng. Mà đối với xe 125 thì nó chẳng có cái gì để nói, trừ khi con xe đấy bị tai nạn hoặc là ngập nước, nó phải bổ máy nó lại lên tinh ra cái đấy nó. Còn nếu mà đi bình thường này thì trong tầm giá 650 triệu. Ngày trước là em cũng ý định là mua xe lướt, nhưng mà thực tế là không thể tìm được xe lướt, mà xe lướt không tranh xe cũ xe mới bao nhiêu. Hiện tại xe mới là đang niêm yết 718 triệu, 718 triệu thì lăn bánh ở Hà Nội khoảng 8, đúng không nhỉ, hơn 800. Em cứ cho là 801 đi cho nó dễ, em không nhớ là nó những phí gì, nhưng khả năng 801 đấy. Ngày trước là nó phải 850 mới lăn bánh được Hà Nội như vậy. À cũng có thể là ít hơn 850 anh em. Nhưng mà tại vì thuế nó xuất ra nó thấp hơn, nó thấp hơn so với cái giá niêm yết nhiều, nên là cái khi mà chúng ta đi làm hồ sơ ấy thì chi phí nó sẽ bị thấp đi. Ok, chuẩn. Trong tầm giá 850 triệu thì khá là ổn, gần như về không phải đục đẽo cái quái gì cả. Đường xe rất là sướng, ngoài cái việc hóa màn hình thôi hết. Còn đối với như em hiện tại thì em đi, em cốt chân ga khá là tốt, đi khá không còn độ trễ, không còn độ trễ ở những giải gọi là dừng xe nó không còn, nhưng mà ở những cái giải cao hơn thì nó vẫn như thế, nó vẫn có một xíu độ trễ khi nó mở turbo. Còn những giải nó tấp này thì đã phát ăn luôn, khá là thích. Còn sẽ có những bác thích cái độ êm ái của con xe khi mà nó chạy ở trong phố. Và có một cái nữa là em chạy nhiều em thấy là đường xấu là tiếng nó khá là rõ, tiếng nó khá là rõ, khả năng là do hốc lốp. Và ok, đó là những cái chia sẻ của em về con X7 ở thời điểm hiện tại, có tại sao lại sụt sàn lên số và nó còn có đáng mua hay không. Đối với em thì đáng mua với những bác nào hiện tại đang gọi là đang phải cố lên 1 tỷ thì các bác mua con X7 thì quá là ok. Mỗi X7 cũ thôi, nó không cần phải mới, khá là ok nha các bác nha. Tiền các bác có thể dành ra những khác, và những bác nào thừa tiền thì không nói. Và những bác nào hiện tại đang cố để mua xe thì có thể sử dụng X7 này được, giá cũng khá là ổn thôi, tầm giá 650 triệu. Còn nếu mà nhắc thêm thì không bốc thêm được những con nào mà Creta thì sao không thể so sánh được với con này, mặc dù là lăn bánh 900 triệu, nhưng mà mỗi con nó có một cái ưu thế riêng. Đối cho em lựa chọn thì chắc chắn em không lựa chọn Creta. Không phải là vì em đi con xe này đâu, bây giờ đổi ngang đến, nếu mà tính về giá trị sử dụng đổi ngang chắc chắn em không đổi Creta mới tinh nha các bác nhá. Đổi ngang không phải đổi về để bán lại cho thằng khác để lấy tiền, ý là đổi ngang để sử dụng thì chắc chắn em không đổi đấy. Thì em nói rõ luôn cái quan điểm của em, và xe tốt cũng thế, tại vì mình đang ngồi con xe nó rộng rãi, nó thoải mái quen rồi không tự nhiên vào một con xe tiền cao hơn nhưng mà cảm giác nó bí bách hơn, nhưng mà cũng không cảm giác là mình lên được cái quái gì cả. Ý ra được ngồi mẹt thì nó còn lên được tầm lên này kia chứ, Hyundai thì không lên được cái gì cả, vẫn là một xe bình dân. Ok, đó là cái chia sẻ quan điểm của em ở cái thời điểm hiện tại, tư vấn cho những bác nào mà đang muốn tìm hiểu về con xe này. Chứ em không bán xe nhá, em không bán xe không làm gì đâu nhá em chỉ làm video chém gió cho vui vui thôi.